từ bán hàng có bốn người con. Thằng hai đã lớn, ba em hãy còn học theo các trường nhưng đã thành khôn. Năm loạn lạc kia trong nước Việt Nam, mấy con của bà đều lên lối đường, đầu quân chiến trường theo chí người dân, đem thân lên đường sông pha chiến trường, đành lòng bỏ xa gia đình từ đó, kiếp sống tung hoành quên thân xác mình. Hằng mong ước thành công lớn về sau, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Suốt ba năm liền bà từ mẫu hiền, ngày đêm khấn nguyện cho mấy người con. Bà từ nóng lòng đêm nhớ đàn con, gần đây vài tháng có nghe tiếng đồn người con lớn bà đang sống ngoài xa, nhân cuộc hành binh tháng chín vừa qua, đứa con của bà chẳng may mắc nạn, ngày nay đã nằm trên chiến địa xa, đem tin về người kia lỗi thề, vì người con trai ước rằng khi chết chớ nói cho bà tin anh vĩnh biệt, kẻo đem nói thiệt thân mẫu tuổi thương, anh để một thư nhờ người gửi đưa, chiếc thư mong chờ ngày sau độc lập con sẽ gặp mẹ đứng chờ con. Từ thắp đèn cầu khấn người con, bà xin cho mấy đứa em hãy còn ở trong núi rừng anh dẫn về cho. Xong một ngày kia ba lá tình thư nói con bây giờ đường xa cách trở, vậy xin kín thở đôi chữ bình an, thương con báo tình đem ba tấm hình, ba thề nguyện dâng con mình cho nước, thân con lưu lạc mẹ xin phó mặc, đời con muốn đặt tổ quốc ở trên, thư rằng mẹ xin mẹ Việt Nam, có con xa trường chỉ mong ước rằng ngày sau nước còn công ấy nhờ con. Nguyện dâng tấm lòng mẹ vẫn chờ mong, để đàn nhỏ bé mãi sau nhớ rằng đợi con đó là tất cả tình thương. Sau ngày lìa nôi đến nấm mồ hoang, đã sinh con rồi là thương suốt đời, mà thương mến cả lầm lỗi của con. Qua bao nhiêu thời càn qua ngóng đợi, từng thằng con qua bao mùa chinh chiến, khi con
cạn hoa đã nguội, chỉ còn con người sống sót mà thôi. Thương về Việt Nam hàng vạn thằng con đã hy sinh đời qua bao chiến thời, mẹ xin nhắn lời tưởng nhớ.